Đội Messi tiếp tục bị hacker tấn công kênh YouTube lần 2, nghe chuyên gia phân tích vấn đề nghiêm trọng đằng sau. Theo đó, vào ngày 2 tháng 4, kênh YouTube Messi Gaming của đội Messi đã bị hacker tấn công và chiếm quyền điều khiển. Ngay sau đó bị đổi tên thành Ripple và phát livestream về lừa đảo tiền ảo. Sau khi lấy lại thành công được kênh YouTube, niềm vui còn chưa được bao lâu thì sáng sớm nay mùng 9 tháng 4, kênh YouTube Messi Gaming lại tiếp tục bị hacker tấn công lần 2. Lần này, hacker đã đổi tên, ảnh đại diện và ảnh bìa thành SpaceX, tập đoàn công nghệ khai phá không gian của tỷ phú Elon Musk. Các video trên kênh Messi Gaming với hơn 7 triệu người đăng ký cũng đã bị ẩn đi, thay thế vào đó là những clip về chủ đề phóng tên lửa và du hành không gian. Thậm chí kênh này cũng phát livestream xem video nhật thực với số người xem trực tiếp lên tới hơn 800 người ngay khi mới phát. Hiện tại kênh YouTube của đội Messi đã được thay đổi ảnh đại diện về như cũ, nhưng tên kênh, ảnh bìa và các video vẫn là các nội dung liên quan đến SpaceX. Sau khi bị hacker tấn công liên tiếp lần 2, nam streamer người Cao Bằng đã có những trao đổi phân tích với các chuyên gia nhằm tìm ra lỗ hổng bảo mật đang tồn tại trong máy của anh, từ đó hy vọng có thể giải quyết triệt để virus đang xâm nhập ở trong máy. Lại nữa. Ủa sao nó lấy được ta? Đi, con mẹ mày ảo thật đấy. Bó tay mẹ luôn. Alo. Em à, anh về cái anh bật máy lên cái kênh YouTube của anh lại bay rồi, nhưng mà đéo lấy được mail của anh, nó chỉ đổi được nó chỉ add được một cái quyền của admin vào trong đấy thôi. Thế thì chứng tỏ là máy anh nó vẫn phải có một cái vấn đề gì đấy đúng không? Tại mấy hôm anh ở bên Thái anh không bật máy cái là nó không làm gì được. Có một cái vô lý nữa là tên của YouTube 14 ngày mới đổi được một lần, tại sao bọn này bụp phát nó đổi luôn cả avatar nhỉ? Mẹ mày giỏi thật đấy. Mà nó ẩn hết tất cả video, nó lại để đúng cái video, đúng một cái video đấy là mẹ cập nhật tình hình kênh YouTube bị hack ạ. Thế lâu nào nhỉ? Ảo thật đấy, mẹ các bọn này. Trận chiến không hồi kết. À từ từ cho anh xin 30 giây. Anh đổi tên với cả đổi lại avatar YouTube đấy. Ôi địt mẹ, mà tên vẫn là tên như thế luôn. Đéo hiểu sao nó đổi được. Địt con mẹ bọn này giỏi vãi lồn ạ. Ảo thật đấy. Từ từ bách lại anh xem nào. Địt mẹ vừa đổi cái nó lại đổi lại như cũ rồi. Ờ địt con mẹ bọn này giỏi nhờ. Nếu như mà máy clear hết rồi mà đéo có một cái gì bất thường nha thì chỉ có là... Lần này nó không thể can thiệp vào sâu được như lần trước đâu nha. Lần nó can thiệp vào đúng được là... Là streaming key ẩn được kênh. Thế là nó add được quyền, lúc nãy thử xem nó add được quyền gì. Đéo có quyền gì luôn nhá. Không phải manager, không phải owner, không phải editor. Quyền trắng mẹ luôn ạ. Thế thì vô lý nhở, nếu như mà nó muốn add một người vào đấy để có quyền sử dụng được kênh YouTube thì nó phải có xác minh của Google chứ. Tại sao nó đéo cần xác minh một cái gì mà nó add vào một cách dễ dàng như thế nhở? Ừ, cái con này nó đào được hết tất cả các file ấy, cả mấy cái app mà anh có được đăng nhập vào tài khoản Google ấy. Nó có thể vào nó lấy cái những cái xác thực anh lưu ở trên đấy, sau nó lấy cookie hoặc là cái gì đấy nó kiểu như là thông tin nó lưu trên một cái app riêng ấy, app trên máy anh ấy, máy anh login tài khoản Google ấy. Khỏe nó tải hết tất cả các file app phần mềm ở trên máy anh về máy nó ấy. Sau đó nó sẽ phân tích từng cái con phần mềm hoặc là con app mà anh đã cài trên máy ấy. Xong rồi nó tìm xem những cái app nào nó có thông tin ở trên máy rồi nó lấy ấy. Nghĩa là nó tải tất cả các file từ máy của anh về rồi ấy. Có nghĩa là anh xóa cái máy của anh đấy trên máy của anh, nhưng mà trên máy nó thì vẫn còn các phần mềm đấy anh ạ. Thế giờ anh phải làm sao hả mày? Thế đấy thì bây giờ nó đã cầm hết tất cả cái file của máy anh rồi ấy. Thì nó sẽ dần dần nó sẽ tìm ra những cái con gì mà anh lưu ở trên đấy ấy. Những cái thông tin nhạy cảm hay là các file gì mà anh đã có trên máy của anh ấy, nó có thể nó tải hết về ấy. Với cả cái con này nó có thể đánh vào mạng của anh ấy. Xong rồi nó sẽ đi sang lần, nó lại gửi thêm cái socket ra sang cho các con máy khác ấy. Xong rồi tất cả các con máy ở trong mạng của anh đều bị nó lấy. Theo em trước em cũng thấy là vì những cái này nó tải hết về rồi anh ạ. Nó sẽ phân tích từng cái một á. Nó sẽ kiểu gây rắc rối cho anh nhiều hơn á. Thì mình cũng không thể nào biết được mà máy anh dùng lâu rồi đúng không? Thì rất là nhiều phần mềm anh có liên kết đến cái khoản này, cái khoản kia á. Thì nó tải về rồi nó đọc, rồi nó phân tích, rồi nó lấy. Với cả những cái mà phần mềm anh liên kết đến tài khoản Google ấy, thì nó cũng có thể lấy hết, nó đọc lại được hết mà. Nó backup lại. Nó import vào máy nó thì nó cũng đăng nhập được hết ở trên máy nó rồi. Vâng, nhưng mà cái
cái quyền này của anh nó lại là cấp ở bên của thằng phát triển phần mềm kia ấy anh, thì nó vẫn login được tài khoản đấy. Thì mẹ sâu thế nhở? Con này nó sâu lắm anh ạ. Anh thử nhớ lại xem anh có đăng nhập cái tài khoản này vào cái app gì không anh? Không em, chắc chắn là không. Hoặc là lưu thông tin vào cái file nào đó anh? Không, chắc chắn là không. Tại vì hôm trước bị mất là anh sign out ra hết rồi, xong anh... Còn anh chỉ đăng nhập vào mỗi cái iPhone của anh thôi, sau đấy anh đi công tác mà, anh vừa về. Có nghĩa là có thể là máy anh clear xong hết rồi, nhưng mà hôm nay khi anh bật máy lên nó lại backup lại à, xong nó lại lấy được quyền YouTube à. Cái con này nó đánh vào được cả modem đấy anh ạ. Nhưng mà khi nhốt nó kiểu như là nó có thể theo dõi anh ấy. Nhưng mà anh bật máy lên nó gửi vào của anh, mà anh khi mà anh xóa đi nó lại tắt ở trên server của nó được ấy. Thế câu chuyện là anh phải đổi cả đường truyền mạng hay là anh chỉ cần đổi modem thôi là nó sẽ chặn được cái vấn đề đấy? Modem ấy, nó đánh vào modem, vì modem nó cũng cái con đấy ấy, nó kiểu nhiễm vào cả modem ấy, sau rồi từ modem nó lây sang các thiết bị khác đấy. Có nghĩa là bây giờ anh nên đổi cả con modem, sau đấy là anh phải khóa lại máy luôn. Đúng rồi, cũng có thể là nó sẽ vào máy anh khi mà nó khi con đấy nó vào modem, nó lại đẩy lại vào máy anh nhá. Sau rồi nó sẽ đẩy cái file virus đấy vào một cái à cái file mã độc đấy vào một cái thư mục khác nó giấu đi anh, và nó thực thi ở trên máy nó được. Mẹ, anh lùn tối tân thế mày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.